động tác sợi chỉ sâu kim. Đây được xem là bài tập giúp cân bằng cơ thể. Ngoài ra, chúng cũng có tác dụng làm giãn nở cơ ở các vị trí như hai vai, lưng trên, cổ và hai tay, điều hòa lưu thông máu, khiến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày thêm dẻo dai và tất nhiên sẽ hạn chế đau nhức cả phần vai gáy. Cách thực hiện như sau. Bắt đầu với tư thế cái bàn, hai tay và chân đặt lên một chiếc thảm yoga, đặt và giữ tay lên sàn, đồng thời luồn tay trái vào khoảng hở giữa đầu gối và tay phải, kết hợp nghiêng người về bên phải. Chú ý vai trái chạm sàn và lòng bàn tay trái hướng lên trên. Giữ nguyên tư thế, nâng mông cao, cố gắng vươn tay qua khỏi đầu hết mức, đồng thời mặt hướng lên trên. Tiếp tục duy trì tư thế này trong 30 giây đến 1 phút, sau đó trở về tư thế ban đầu và đổi tay mặt lại. Thực hiện liên tiếp 5 đến 10 lần để đạt hiệu quả tốt nhất. Động tác tư thế con mèo, con bò kết hợp. Bạn chống người bằng hai tay và đầu gối. Bạn căn chỉnh sao cho bàn tay thẳng hàng ngay dưới vai và đầu gối thẳng hàng ngay dưới hông. Lúc này, cột sống sẽ là một đường thẳng nối vai với hông. Giãn dài cổ và nhìn xuống, hít vào và thực hiện tư thế con mèo trong yoga, giữ khoảng 5 phút. Sau đó kéo xương chậu về phía sau, sao cho mông hơi nhô lên, hạ bụng xuống rồi hít vào, nhẹ nhàng nâng tầm mắt hướng lên trần nhà mà không di chuyển cổ. Thở ra và vào tư thế con bò trong yoga, lặp lại tư thế và thở đúng nhịp. Bạn tiếp tục tập trong 5 đến 10 lần nữa để cột sống được thư giãn tối đa. Để đạt hiệu quả mong muốn, bạn nên lưu ý những vấn đề sau. Buổi sáng, khi bụng trống rỗng là thời gian thích hợp nhất để tập yoga, giúp bạn hạn chế cảm giác khó chịu và không ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Trước khi tập, bạn hãy khởi động khoảng 15 phút với động tác xoay các khớp, giúp thư giãn, hạn chế tối đa chấn thương gặp phải khi tập. Chuẩn bị thảm yoga để giảm bớt rủi ro trong quá trình tập. Người bị đau thắt lưng không thể khỏi bệnh chỉ sau 1 đến 2 buổi tập nên phải thực hiện kiên trì.